strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay quay trở lại với con sinh tồn Making Survival anh em à. Đợt vừa rồi nó mới update chắc cách đây mấy bữa thì lên được nhà chính cấp độ lên level 12 nè. Nếu mà update cái nhà chính này lên thì nó sẽ đẩy cái cấp độ người chơi lên là 45, tức là mở cái level của người chơi đợt trước là 40 lâu rồi. Thì giờ nó thêm update để cho người chơi cày thêm và nó có thêm cái chế độ là sân vận động cổ đại. Đánh leo rank xếp hạng ha. Đánh kiểu đánh bet để leo rank á. Thì bữa nay mình sẽ vô chơi thử. Mình cũng có chơi thử một lần và tìm ra được cái cách chơi rồi anh em mà. Trang bị mấy cái bộ đồ nghề xịn sò nhất ha. Súng ống ngon nhất luôn. Mấy cái này thì nó hơi tốn, với lại 4 bình máu. 4 bình máu bự á. Tại vì mình đánh thử một lần rồi, với lại anh em trên group kêu là cũng phải trang bị nhiều máu, đồ xịn thì mới chống được. Có một cái con gọi là con nhâm thạch, đợt này nó mới ra á. Thì con đó nó nổ khá là đau. Mình có đánh thử một lần rồi, đang đứng hạng 3 ha. Và mình tìm được một cái cách có khả năng là sẽ leo được top cao. Để mình thử xem ha, cái này mình tự nghĩ ra thôi, để vô đánh thử xem thế nào đó. Thì nó sẽ có cái cách chơi đó, đa số mình thấy anh em là tầm ở rank top 2, top 3 gì có 60 mấy ca điểm, có vẻ hơi ít anh em à. Chắc phải có cái cách chơi nữa, chứ không chơi kiểu đấy thì không ăn thua, về sau nữa mà bắn chay không nổi anh em à. Nó nổ phát là mất mớ máu, với lại mấy hiệp sau mấy con bét nó ra nhiều á, đánh nó hơi khó. Ok, đây chúng ta sẽ đi vô cái đường tới cái sân vận động là bên nhà chính ha. Đây nè, đường đến sân vận động cổ đại nè. Hồi đầu mình tưởng là phải đi vòng, ai ngờ đâu nó ở ngay chỗ nhà mình đây. Thì chắc là anh em chơi thì mình nghĩ là đa số anh em cập nhật thì đã chơi hết rồi. Mình ra clip nó hơi trễ ha, bận quá cho nên là bây giờ mới thu xếp lên được video clip về cái chế độ mới này. Đây có cái con này nè anh em, hình dung cái con này con nhâm thạch. Nó nổ khá là đau ha, cho nên gặp con đó thì phải chạy nhanh. Đây thì nó có một số nhân vật kiểu như là trò chuyện đồ thôi. Còn cái đường đi vào sân vận động thì chính là cái đường này. Đó, khi mà đi vào trong đây thì nó có cái biểu tượng cái bàn tay đó. Thì anh em đi vào và chọn ha, chọn cái bàn tay là sẽ bắt đầu chơi. Lúc trong cái thời gian chơi thì sẽ không ra được. Nếu mà chết á, hết máu thì nó sẽ cho tốn xu để chơi tiếp hoặc là dừng lại ha. Và nó sẽ lấy số điểm cao nhất của những lần chơi để làm điểm xếp hạng. Ok, đây màn 1 nè. Nó sẽ có, nếu mà giết càng nhanh thì nó sẽ có thưởng điểm các kiểu nữa. Nó kiểu như là dạng gì ta? Dạng mấy cái dạng mà survival á, IO rồi đó. Kiểu như là quái nó ra nhiều, mình đứng mình bắn á, nó là một cái trò giống vậy. Thì đây là kết hợp sinh tồn với lại đánh pet. Mấy màn đầu thì nó cũng chưa có gì khó khăn đâu. Đây mình sẽ giới thiệu sơ sơ, lúc sau mình sẽ đi qua những cái hiệp mà khó khó để vào trọng tâm ha. Đây đánh hiệp 1, hiệp 2 đó, anh em để ý bên cái góc trái nó có điểm nè. Nó có thời gian nữa. Thời gian ở phía dưới, khi mà hết thời gian thì sẽ qua. À đâu? Cái thời gian là cái thời gian này là cái thời gian để đánh hay sao anh em à? Cái thời gian phía dưới này là cái gì đây ta? Ở đây mình coi màn 2 ha. À nó có thời gian để mà tiêu diệt mấy con quái này. Nếu mà quá thời gian thì như là bị thua. Hiệp 2 này thì nó cho 1 phút nè. Thì càng về sau thì nó sẽ cho thời gian nhiều hơn để mà mình giết. Chứ mà nếu mà đánh lâu quá thì không được ha. Đó thì cũng hơi căng. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là mấy hiệp sau thì nó sẽ cho thời gian nhiều hơn. Như hiệp đầu thì có mấy chục giây, hiệp 2 thì được 1 phút. Thì giết xong quái thì nghĩ là chắc là ok. Đây mấy con này thì phải cầm theo súng anh em mà bắn cho nó nhanh. Rồi bắt đầu hiệp 3 nè. Cứ mỗi lần đánh xong một hiệp thì anh em có thời gian hồi máu và đánh hai hiệp này có con boss. Con này con Making mới nè, tiến hóa từ cái con quái gì ở hồ nước cương nó nhiều lắm. Tiến hóa lên con chó hai đầu. Để bữa nào mình đi bắt mình tiến hóa về cho nó làm công nhân xem thế nào ha. Rồi mỗi lần đánh như nó cộng thêm thời gian đó. Ủa sao nó vẫn chỉ có 1 phút thôi ta, 1 phút để tiêu diệt toàn bộ quái của một round à. Ok, để mình đi tới cái màn khó khó xem coi nó như thế nào ha.
2000 years later. Rồi sau khi đi qua những cái màn dễ thì bắt đầu tới một cái màn có con boss này anh em. Con này như là mấy con này thì không bắt được ha. Mình chỉ ném quả cầu để câu kéo thời gian hồi máu hoặc là, nhưng mà một con thì mới câu được chứ hai ba con thì chắc không ăn thua. Nó đông quá thì cũng không câu được. Đó thì có mấy con quái này thì không bắt được, chỉ có đánh giết thôi. Đánh cũng được 50.000 điểm rồi nè. Anh tới cái map này là cũng xa rồi, không biết là tới map bao nhiêu rồi đây. À rồi xong. Bây giờ sẽ tới cái map tiếp theo ha. Từ mình hồi máu lại các kiểu đó. Cái này nó sẽ có những điểm dừng để anh em hồi máu được 60.000 điểm. Hình như cái thời gian thì nó vẫn chỉ là 1 phút thôi anh em mà, để clear hết số quái. Nếu mà lâu quá thì chắc có khả năng là thua. Như vượt quá thời gian quy định mình nghĩ chắc thua đó. Để xem tí nữa coi là mình đánh quá thời gian được không. Tới khúc này là bắt đầu quái nó trâu rồi nè, mà nó ra nhiều nữa. Ê cái con này anh em, ui nó nổ phát gần chết luôn anh em mà. Hên là có bộ đồ chống. Cái này phải mặc đồ xịn nha, chứ anh em mà không mặc đồ nó nổ phát là đi luôn anh em mà. Thì mình có cái đồ xịn cho nên là có thể là đỡ được chứ không một toàn. Đây cái khúc này anh em để ý, cái khúc này nó ra rất là nhiều ha. Và cái con quái của mình nó sẽ không có giết kịp. Tại vì mình cứ chạy mà, mình đứng yên một chỗ là đi à. Cho nên mình sẽ chơi cái chiêu là cứ chạy thả bét. Anh em phải nâng cấp cái bộ ba này. Đó anh em thấy không, cứ chạy một đoạn thả một con bét khác ra. Mình sẽ luôn phiên thả con gì đây, hải ly đá với lại con aqualis ra ha. Để cho nó tiêu diệt bớt. Chứ nếu mà anh em cứ chạy không á thì nó sẽ không giết được và nó sẽ hết thời gian. Ở đây mình hết thời gian rồi nè. Vậy là cái thời gian đó là thời gian cộng điểm anh em mà, chứ không phải là thời gian bắt buộc phải giết ha. Bữa mình chơi mình cũng không để ý cái thời gian nữa, thì anh em để ý là cái góc dưới nó có thời gian đó, với nếu mà giết sớm thì nó sẽ gọi là ui mới đứng lại xíu cần chết luôn anh em mà. Giết sớm thì nó sẽ cộng thêm điểm, còn hết giờ thì chắc là cứ giết thôi, không chết là được. Cái này phải chuẩn bị máu anh em mà, chứ không là toàn ngay. Chuẩn bị mấy bình máu xịn á, chứ còn mấy cái cỏ lau thì chắc không ăn thua. Đấy cái cách chơi là vậy anh em mà. Mình chơi xong mình thấy chỉ có cách này mới giết được bọn này thôi, chứ còn đứng lại là chỉ có chết ha. Thì mình nghĩ là mấy anh em mà đánh tới 60 mấy ca điểm thì khả năng không biết cái chiêu này, hoặc là đồ hơi cùi thì cứ chạy thôi, rồi thả bét ra nó giết dần dần, kiểu như là đánh lẹ tẻ vậy đó là nó cũng xong à. Nó hơi mất thời gian xíu nhưng mà leo được điểm cao phết anh em mà. Lần đầu chơi không biết leo được có 60 mấy ngàn điểm mà là tạch rồi. Mình thấy đa số anh em là tạch ở cái mốc 6 mấy ngàn điểm á, chắc đâu ở hiệp 10 á là tạch. Thì vì bắt đầu qua hiệp 11 là nó đông như là quân nguyên vậy đó. Cho nên là phải chơi cái chiêu bảy trọ thôi, vừa chạy vừa thả bét ra. Nếu mà anh em có những cái con bét bự bự thì chơi được. Bét khủng nha, chứ bét yếu yếu thì chắc không ăn thua. Thì nhiều anh em chơi lâu rồi, bét lên level 40 hết rồi chắc ok. Mình nghĩ ở đây có mấy con nước thì có thể đánh hệ điện cũng được. Nhưng mà mình có cái con hải ly với lại con aqualis nó đánh nhanh, kiểu nó ra chiêu nhanh á, cho nên là mình sẽ dùng hai con này để chơi ha. Ok, đó là thế là giết được một đợt quái nữa rồi đó anh em thấy không, đứng cho nó hồi máu một xíu. Thì cái cách chơi là như vậy đó. Cái bữa này mình đăng lên có thể là cái mùa giải đầu tiên nó đã kết thúc rồi, tại vì mình iOS á, nó update chậm cho nên mình không có lên video sớm cho anh em cách chơi được. Không biết là có anh bạn YouTuber nào bày anh em cách chơi này chưa. Cách này mình tự nghĩ ra thôi. Chơi một hồi, chơi đúng một lần, lần này chơi lần hai nè. Lần đầu chơi thì đứng ở hạng 3 mà có 6 mấy ca điểm mà. Chắc ra ngày đánh với cái chiêu này thì chắc phải lên được 100 ca điểm ha. Này là mình chưa dùng xu để hồi đâu. Anh em nào mà có nhiều xu thì chắc cày cũng ok phết á. Ủa cái 11 này là cái con mị ngọng anh em à. Con này được xếp hạng rồi là yếu nhất trong các cái thể loại mấy kin ở trong con game này. Tuy nhiên thì nó đông, nó chém phát thì cũng hơi toang. Đây mình cứ chạy thôi, cứ chạy rồi thả quái ra. Con này nó đông lắm anh em mà, đứng lại nó bâu nó chém trong phát là chết. Ở đây mình thay cái con điện coi nó đánh nhanh hơn không. Còn đấy có vẻ hơi nhỏ ha, mình cần mấy con to to á, như là con đây nè, nó cản đường mấy con kia anh em mà. Con aqualis với lại con hải ly đá này nó bự. Cái con điện này nó bay lên, bọn này chạy khóa trơn, đặc biệt là con hải ly đá này. Đó, nó cản đường cũng được khá khá đấy anh em mà. Rồi cứ chạy vòng tròn xong rồi đưa mấy con pet của mình ra nó xử thôi. Đó, cách chơi này khá là hữu hiệu cho anh em nào mà không đủ lực.
Mình nghĩ là chơi cái cách này mới lên được 100k điểm, chứ không thì xu nào chịu cho nổi. Đây mình chưa dùng cái xu nào hết nha, tí nữa mình sẽ sử dụng xu một lần cho anh em xem coi như thế nào, coi nó tốn nhiều hay không. Mình nghĩ là lần đầu như là có đọc trong cái thông báo thì lần đầu là 20 mấy xu, nhìn nhìn nó tăng lên sau những lần sau. Đó, giết cũng gần hết rồi nè anh em. Ngon đấy chứ, cách này chơi ổn nè. Giết một hồi là cũng gần hẹo hết rồi, còn có mấy con à. Lên được 93.000 điểm rồi, 93k điểm là cho vô top 2 rồi đó. Top 2 có 6 mấy k điểm mà. Mình thấy một số bảng nó chia theo nhóm nha, chứ không phải là đánh toàn server đâu. Mình thấy một số nhóm khác đánh cũng rất là trâu đó ha. Thì ok, đây mình đã bị hẹo rồi nè. Bây giờ mình sẽ dùng xu để mình hồi sinh lại anh em. Đang ở round thứ 12. Tốn 20 xu cho lần đầu tiên nè. Thì hồi nãy bị gặp cái con lửa nó nổ ghê quá nên mà chịu không nổi. Ở đây mình đang có 123k điểm ha. Vẫn là chơi cái chiêu bảy trọ thôi. Được cái là cái súng mình nó hư mất tiêu rồi, không bắn được. Đấy nè, gặp con lửa này toang lắm anh em à. Chạy không nhanh là đứt cước giang hồ liền. Máu thì xài đủ nhưng mà súng hư mất tiêu rồi. Nãy mình cái súng mình không để ý, cái súng còn có nửa máu à. Đồ thì cũng gần toạc hết rồi, trang bị hỏng hết trơn rồi anh em à. Nói chung đánh cái này thì mình nghĩ là phải đi cày, anh em phải cày nhiều. Đây mình thay nhanh, ui gần chết luôn. Này phải thay máu nhanh anh em à, mới bơm kịp. Nó không có giống như cái dòng game survival mình đã chơi như là con Gladiator sinh tồn ở Rome á, khi mà anh em vô kho đồ á, hoặc là con Battle Pass thì vô kho đồ nó sẽ tạm dừng con game lại ở bên ngoài. Còn ở đây á, mình vô kho đồ thì bên ngoài nó vẫn đánh như thường, nó khá là gấp rút, cho nên là mình phải thao tác thiệt nhanh ha. Ok, đây thì được 129k điểm rồi. Ngon ngon đấy anh em mà. Nhưng mà khúc này sợ gặp mấy con nham thạch á. Mấy con này thì nó chạy không kịp. Mình có đôi giày mình chạy nhanh lắm. Trang bị đồ nghề vô thì tốc độ nó sẽ di chuyển ok hơn. Mấy con này thì không sợ. Sợ nhất là cái con nham thạch nó bu ra nó nổ phát là đứt liền anh em mà. Thì toàn là hẹo với cái con đấy thôi. Chứ mấy con này thì thả quái ra đánh một hồi là hết à. Đó, cứ chơi cái chiêu này là ngon anh em mà. Thấy không, đánh hồi sinh một lần mà lên được 120 mấy k điểm rồi. Mình nghĩ là mấy anh kia cũng chơi cái chiêu này thôi. Còn anh em nào mà không biết á, cứ chạy vòng vòng mà quái cứ đứng xa là sẽ không bắn được. Còn anh em nào mà trang bị không đủ xịn thì cũng không ăn thua ha. Cái này trang bị phải ngon, trang bị mắc cuối cùng luôn. Sửa thì nó hơi phê, trang bị xịn thì đánh. Nhưng mà mình đánh khoảng tầm mình nghĩ là chắc nếu mà đánh bình thường thì tầm từ xếp hạng 4 đến 20 là ngon rồi. Chứ còn đánh top 1, 2, 3 thì nhiều khi tốn xu vết á. Mùa đầu thì có vẻ anh em chưa biết chơi nhiều, chứ mấy mùa sau mình nghĩ sẽ khá là khó chơi. Ồ, đây nó lại hỏng rồi hay sao ta? Ủa sao nó lại hỏng rồi ta? Mình đang đánh mà sao nó lại bị hư nhỉ? Hư ở hiệp thứ 13 mới ghê chứ. Rồi mình hồi sinh nó lại ha. À đâu, không phải hỏng anh em mà, mình qua được cái round 12 rồi. Mình tưởng đâu nó bị chết chứ. Không phải, mình qua được hiệp 13 rồi phải, là ra round 10. Ôi gặp con này nó nổ phát là đi đứt cước ngay. Mấy ở ra hiệp này thì gặp mấy con hệ điện ha, mấy con hệ điện thì dùng mấy con hệ cây là ok rồi, nhưng mà gặp hệ nước thì không ăn thua. Hệ điện này dùng hệ cây đánh thôi. Rồi xong rồi, chắc đứt rồi anh em à. Rồi hư rồi. Tuy là mình có bơm máu trước nhưng mà máu chính nó cạn là coi như là thua ha. Ok, kết sổ 136.337 điểm, sử dụng 20 xu, lần thứ hai là tốn 25 xu nè, nhưng mà mình nghĩ chắc không đủ lực tại vì ấy đó. Ồ, được hạng 2 nè anh em. Ở đây hồi đầu anh em có thể thấy là mình được 63.000 điểm hạng 3, hồi đầu không biết cách chơi. Bây giờ lên 100 hai mấy, ui không, top 1 100 năm mấy luôn, ớn thiệt. Cái này nếu mà dùng xu cố đấm ăn xôi thì chắc cũng lên được top, nhưng mà thôi anh em mà, top 2 cũng được rồi. Còn có 7 giờ chắc nhiều khi video này lên thì chắc cái giải đấu nó cũng kết thúc rồi. Nhưng mà nó sẽ có những cái giải đấu tiếp theo thôi. Ok rồi, chắc mình kết thúc video clip tại đây ha. Anh em coi thấy hay thì đừng quên để cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì hoặc là có thắc mắc gì thì có thể để dưới phần comment. Thôi mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.